À, vâng, kính thưa quý vị, hiện nay Tiến Dũng và ông Tư cũng như chị Hồng đang đứng trước trung tâm ung bướu để mà chuẩn bị dẫn ông Tư vào khám nha quý vị. Rồi xin mời quý vị theo cuộc hành trình khám bệnh của ông Tư. Ông Tư là số 37 nè, đã có chị Hồng bắt số sẵn lúc 6 giờ tới giờ. Đây, cảm ơn chị Hồng nha. Rồi, quá nhiệt tình rồi. Đây chờ chị Hồng bên hội thiện nguyện liên tâm hội của thành phố Hồ Chí Minh. Ông Tư chào bà con nha ông Tư. Ông Tư bữa nay thấy tinh thần có phấn khởi không ông Tư? Mệt. Mệt ha, đi xe ngủ được mệt ha. Rồi. Ok ông Tư. Tiến Dũng xin ái kính chào toàn thể quý vị. Hiện nay Tiến Dũng đang đi đến nhà của ông Tư để rước ông Tư ra nhà của Tiến Dũng ở Tri Tôn. Và tối nay hai ông cháu sẽ đi xe lên thành phố Hồ Chí Minh. Và sáng ngày mai thì Tiến Dũng và ông cùng với phái đoàn Mạnh Thường Quân bên đó để dẫn ông Tư đến bệnh viện ung bướu để khám. Thì lần này Tiến Dũng và ông Tư hy vọng là bệnh viện sẽ xem xét cái khối u của ông mà để phẫu thuật cho ông. Thì sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo hành trình của Tiến Dũng và ông Tư đi lên thành phố Hồ Chí Minh nhé. Xin kính mời tất cả quý vị. Quý vị hành lý xong chưa? Xong rồi. Xong ha. Dạ. Đem bảo hiểm theo ông Tư ha. Biết chữ coi 2 tấm coi cái nào còn hả? Chưa, đi con coi coi. Gì vậy đây? Đợi bữa nay ông Tư mặc đồ thấy đẹp lão quá ta. Dạ. Đâu nữa rồi ta. Giờ một sấp tiền lẻ gì hả ông Tư? Cọc luôn vậy hả? Rồi đúng rồi, bảo hiểm y tế. Không biết còn hả không á. Tại Dũng đến 2000. Ủa? 2013 hết rồi. Còn cái này nè, cái này coi nó cũng vậy nữa hả? Đây ngày thời điểm 5 năm liên tục từ ngày 1 đến 2020. Ở cái này còn tấm nào nữa không Tư? Hết rồi. Để cái này là mời, cái này là được nè. 2020 nè. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 đến 31 tháng 12 năm 2017 đảng dụng. Thời điểm 5 năm tục từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Rồi ông Tư đem cái này ra được rồi. Tấm này hả? Dạ dạ dạ. Giấy chứng minh. Dạ tấm này thì bỏ hết hạn rồi. Hết hạn nè. Dạ, rồi để chứng minh thấy không Tư ha. Với cái khăn với cái áo rồi ha, bộ đồ ha. Rồi tối nay hai ông cháu mình lên xe. Đi xe Hùng Hậu hả? Dạ con đi xe Hồng Cường. Dạ dạ dạ. Ông Tư ăn cơm chưa? Ăn rồi, sớm có ăn cái bánh. Dạ dạ, bánh xèo ha. Tối ra ngoài ha, hai ông cháu mình ăn hủ tiếu nữa rồi lên xe. Đi đi xuống Tri Tôn ha, gia đình đắp. Đi ha, gia đình điên. Tri Tôn, Tri Tôn. Hả? Dạ đi ra nhà con đó, đi ra nhà con rồi nghỉ ngơi chút rồi tối đi. Dạ. Dạ dạ, hai ông cháu mình chuẩn bị ha, hút xong thuốc đi đi ha. Không gầy có ai ghé thăm không Tư? Không phải không? Không có hả? Dạ. Kính thưa quý vị, tối nay thì Tiến Dũng và ông Tư 8 giờ sẽ đi xe Hồng Cường lên thành phố Hồ Chí Minh để gặp đoàn Mạnh Thường Quân trên đó để mà dẫn Tiến Dũng và ông Tư đi khám ở bệnh viện ung bướu cũng như là các bệnh viện khác để tình hình coi cái khối u của ông Tư có thể phẫu thuật được không. Hy vọng là lần này thì sẽ phẫu thuật được để cho ông Tư bớt cái gánh nặng của cái khối u này. Có nhỏ em nó hay cái đó đòi đi theo nặng nó nuôi. Dạ thì cái đó để có gì thông báo là sao ông Tư? Ví dụ như mà mình lên chỉnh mình khám á, nếu mà người ta đồng ý phẫu thuật cho mình á thì hãy cho gia đình lên, lúc đó lên sau cũng được. Dễ mà. Bây giờ thì con dẫn ông Tư đi khám trước đi ha. Cái đó mình thông báo gì bên gia đình sao? Dạ. Dạ dạ, bây giờ cũng chưa cần đâu ha. Dạ. Dạ. Nó đi hỏi coi cho nó đi theo nó nuôi tôi. Dạ thì
cái đó mình sẽ điện về gia đình đầu đầu là nếu mà phẫu thuật được á là gia đình sẽ lên nuôi tư. Bữa nay ông có đi bán không Tư, bán số không? Thì nghỉ hôm đó nay gần nửa tháng à. À nghỉ nữa nay ha. Thôi kêu nghỉ đang ăn ở nhà ăn nghỉ cho khỏe. Dạ 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 nghỉ cho khỏe đi ngoài chuẩn bị đi khám bệnh này kia. Giờ đây ông Tư đã tới nhà của Tiến Dũng nghe quý vị. À, ông Tư cho hỏi ông Tư ăn hủ tiếu mì với bánh canh, ông Tư muốn ăn nào ông Tư? Bánh canh. Bánh canh ha. À, có thịt heo với thịt gà mình lấy luôn hai thứ đi ha. Dạ dạ dạ, rồi để con kêu vợ con đi mua. Thưa ông đi con, thưa ông đi, chào ông Tư đi con. À, chào ông Tư ha, đây là con gái của Tiến Dũng đây. Thấy ông Tư lạ không con? Hả? Lạ hả? Nãy giờ mới gặp ông Tư lần đầu tiên phải không? Em ơi đi mua ông Tư tô bánh canh em. Bánh canh ăn được không Tư? Ừ. Vậy nha. Giờ đây là 7 giờ quý vị ơi. Thì Tiến Dũng và ông Tư ăn một tô bánh canh này để dằn bụng tối nay 8 giờ hai cháu lên xe là bắt đầu tiến thẳng lên thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị ăn bánh canh cùng Tiến Dũng nha. Đây bánh canh nè, bánh canh nè. Đó ông Tư đang uống sữa lạnh gì vậy? Ăn no chưa ông Tư, no bụng chưa, no chưa? Rồi. Im ha, im ha. Đó, hai ông cháu ấm bụng rồi đó là chứ nó lên xe là ngủ chắc tới sáng lên tới Sài Gòn. Lên tầng 3 hả? Mình lấy số mấy vậy? 303. Phòng số đây nè. Mới tới số 10 hả? Của mình tới 37. 37 ha, còn 27 người đó. Để kiếm ghế cho chúng ngồi. Kiếm ghế cho À, giờ Tiến Dũng và hai ông cháu đang ngồi chờ đến số 37 để mà vô khám cái gì. Thì hiện giờ thì số đã lên đến số 12 rồi. Ông Tư đêm qua đi trên xe cũng không có ngủ được. Rồi tới nhà của Thiện Minh Sơn cũng chỗ lạ ngủ không được nữa. Cũng là thiếu ngủ không Tư ha. Khám xong đi rồi chưa về nhóm mình ngủ tiếp tục. Ngủ tiếp tục rồi nếu mà ở bệnh viện cũng muốn mà khám coi sao rồi mình sẽ mình qua bên bệnh viện Hồng Bắc luôn để mà cho họ coi luôn á. Con mắt chú ở dưới hả? Mắt này nè. À, có nó con mắt đó hả? Ừ, mắt nè, không biết mắt đó, thấy không? Nhưng mà bây giờ nó sẽ vô rồi là ổng nhìn không thấy nữa. Chỉ còn cái mí thôi. Bây giờ mình lên đây là mình xin khám xong rồi coi gì là mổ cho chú. Đúng rồi. Đúng rồi. Phẫu thuật luôn.
quá trời đông ha. Em tới đây lúc mấy giờ? Thì đang ăn 210.000, phạm tiền thu 650.000. Tới đây không? Đây. 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 Cái này nó đánh giá là điều trị là nó cũng phức tạp á, chứ không có đơn giản đâu. Nhưng mà nếu mà muốn thì cho nhập viện nha. Thì bây giờ phải làm những cái xét nghiệm cần thiết trước chứ phải không? Không, cái này thì nó khá rõ rồi. Bây giờ muốn điều trị thì sẽ cho nhập viện vô. Rồi vô rồi người ta sẽ làm một số xét nghiệm, ta đánh giá mức độ. Rồi xâm lớn đến đâu như thế nào, rồi có thể phẫu thuật được hay không nữa. Rồi, vậy, thì, vậy thì làm thủ tục với chú nhập viện chứ. Nhập viện. Rồi, ông ra ngoài chờ đi. Ra đây ông nhập viện, ra đây làm. Vậy là có cần cho ông ăn sáng được không bác? Chưa ăn sáng chưa? Uống bình thường đi. Dạ. Cảm ơn bác. Cảm ơn bác nhìn nha. Thì đó bởi vì nãy em mới khám dịch vụ là vậy. Chú là dân tộc gì? Không có dân tộc. Dân tộc Kinh nha. Xe đó không? Hai theo hộ khẩu rồi ha. Đúng rồi, đúng rồi. Xe mỏng đó, 696. Về muốn bảo hiểm á, lấy cái bảo hiểm. Đi về cái chỗ mà mua bảo hiểm á, xin giấy chuyển tuyến lên ông bố mới được. Với cái tờ này xong cho em đem vô. Rồi vậy thì bây giờ người nhờ người nhà dưới làm hả? Hay sao? Bây giờ chị đi đi. Ở nhà dưới có ai dưới không? Có không Tân? Có ai nuôi ông không? Có ai nuôi ông không? Có người nhà lên được. Nhưng mà lên được. Nhưng mà cái vụ bảo hiểm này là sao đây? Không, bây giờ muốn bảo hiểm cực lắm, bây giờ nếu mà bảo hiểm thì cực lắm. Vậy hả? Không, anh cũng không cực đâu. Chỉ cần có ai ở dưới nhà chú không? Bây giờ phải em biết về dưới nghe chủ cái bảo hiểm mua đó. Em biết rồi thì đó em biết, nhưng mà phải hỏi có người ở dưới. Bảo hiểm là bảo hiểm mua hay là người ta cấp? Ta cấp mà. Như gấp là của người già là sao sao không được, không được ưu tiên. Không, ổng chưa có ổng mới 54, 6 tuổi rồi. Anh trên 80 tuổi anh mới được ưu tiên. À vậy hả? Bệnh nhân mà trên 80 tuổi thì mới được ưu tiên. Vậy giờ chồng em mới có 70 tuổi. Vậy là bây giờ chú mới có 60 mấy tuổi. Không, chú vẫn được ưu tiên. Nếu như em ở dưới chú vẫn được ưu tiên. Đi theo bảo hiểm của nó. Thì cái người ta nhìn cho bệnh. Với Lê Thị Hồng Mai 27 thì nói gì là được. Lên là có lo đồ và xác định ổng có nhập viện bệnh viện bố để giờ người ta mới cho chuyển tiến, tại em đi một tiếng mà đâu thì đó phải làm theo thủ tục, chứ không làm không thủ tục là nó không có chịu nhận cái này. Khó lắm, bây giờ đâu ông trưởng khoa ổng xác nhận là ổng a nhập viện bệnh viện bố, rồi bắt đầu là ở đây ta xác nhận mới về là về dưới đưa vô cái lần ta chuyển ổng lên cho ta chuyển luôn, ta ký giấy liền à. Tại vì ở đây cái bệnh viện này đã nhập cho ổng rồi phải làm cái hồ sơ cái bệnh án của ổng. Đúng rồi. Bác sĩ ta quyết định là cho ổng nhập viện ở đây. Phải làm một cái lá đơn. Mình viết lá đơn đi. Thôi bây giờ mình viết lá đơn ở đây đi. Viết đơn đây đi. Mình đem về dưới cho người nhà làm. Không, bây giờ mình viết lá đơn. Nếu mà mình mạnh thường quân mình vô mình gặp trưởng khoa mình nói vậy được. Trưởng khoa ký mình bắn về dưới cho người ta chuyển tiếp. Cái giấy này giấy gì vậy? Cái thông tin nó chỉ vậy đó. Cái này là thông tin là để ấy thôi, nhưng mà điều cái này là thông tin của bệnh án nè, ghi họ tên ngày tháng năm sinh của ổng vô vậy đó. Để về dưới để có cái giấy chuyển viện lên thì nó mới chấp nhận cái thẻ bảo hiểm. Nhờ cái điều dưỡng hướng dẫn cho mình làm cái giấy đó đi. Giấy. Bây giờ mình còn giấy để giấy về dưới để con có xác nhận là chú có nằm ở đây. Bây giờ dẫn tôi qua phòng nằm đó không? Không, đợi kêu tên chú. Đợi kêu tên nha. Biết dắt đi đâu chứ. Phòng số 303. 303. 303 chắc cho ông nằm ở trong đây rồi. Nhưng mà trước mắt là chú không muốn nằm luôn đâu. Tại vì phải đi về nữa. Khi nào mà mổ hay là cái gì đó điều trị chú thì mới ở lại nhiều. Gì hả?
chị đó, chị nói vậy đó. Bây giờ cho chú nằm trước đi, mình làm giấy chắc xác nhận em... chứ trước đi rồi thì mình hãy tiếp tục tính sau. Ông Tư lấy nguyên một cái sắp tiền mà ông Tư chuẩn bị đi thành phố rồi tối ra cho con coi nhìn cái là hết hồn luôn đó quý vị. Đó, nguyên một cọc luôn không? Đi khám bệnh mà đem nó nguyên một cọc luôn. Đó, một cọc này không? Với 2 ngàn, 1 ngàn không à. Đó, nguyên một cọc luôn mà toàn là 2 ngàn, 1 ngàn không à. Đúng không? Cọc này điếm ra chứ cũng cỡ 200-300 được. Nguyên cọc tiền cũng tiền. Chưa, ông Tư chuẩn bị đi, ông Tư chuẩn bị đi thành phố khám bệnh là đem nguyên một cọc tiền luôn này theo quý vị đó không? Đó, 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 đó. Cho em xem lại coi. Nè, nguyên một cọc tiền của ông Tư nè. Thì quý vị, đây là cái cọc tiền mà tầm đi khám bệnh thay mọi ngày. Đây. Đây có bạn Thành Nguyên kết nối yêu thương nhé quý vị. Để đi theo cùng với Tiến Dũng luôn. Đó, ông Tư đang ngồi chờ để mà chuẩn bị nhập viện. Cô Võ Thị Thần còn gọi và Nguyễn Văn Phò 1978 Trường Diên có 178. Cái này nó có cầu thang đi trên đó đó. Thì sáng nay ở trong bệnh viện thì cũng có một mạnh thường quân đã thấy hoàn cảnh của ông Tư, cũng ủng hộ cho ông Tư được 500 ngàn quý vị, để cho ông Tư có tiền mua thuốc uống. Vậy hiện giờ thì hai ông cháu đang đi đến phòng để nhập viện. Sáng giờ thì đã nghe ông Tư cũng hơi thiếu ngủ cho nên là chưa ăn sáng nữa, cho nên ông Tư cũng hơi mệt nha quý vị. Bây giờ vô trong phòng để lấy máu xét nghiệm đâu đó rồi thì mới ông Tư mới được ăn sáng. Hiện nay thì ông Tư đang ngồi chờ đến cái phòng nhập viện quý vị, để bác sĩ bên đây họ khám và cho ông Tư nhập viện. Nhưng mà vì cái bảo hiểm của ông Tư cho nên là ông Tư giống như là đi vượt tuyến, cho nên là bên bệnh viện họ bảo là phải gửi bảo hiểm về dưới để cho bên bệnh viện ở tuyến tỉnh họ ký xác nhận thì mới phẫu thuật cho ông Tư được. Cho nên hiện giờ thì bệnh viện chỉ tiếp nhận cho ông Tư tạm thời nằm đây để mà lấy xét nghiệm trước. Bây giờ hiện giờ ông Tư đang ngồi chờ bác sĩ khám. Sau đây thì xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc khám bệnh của ông Tư cũng như là điều trị bệnh của ông Tư sắp tới nha. Tiến Dũng và ông Tư cảm ơn chị Phạm Khánh Vi, đại diện nhóm thiện nguyện Liên Tâm Hội của Thành phố Hồ Chí Minh, đã cử chị Hồng hướng dẫn cho Tiến Dũng và ông Tư đến bệnh viện để khám. Và cũng cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân đã ủng hộ ông Tư. Xin quý vị hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi cái cuộc điều trị bệnh của ông Tư tiếp theo qua kênh Tiến Dũng Nhịp Cầu Chân Ái nhé. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo nha.